đặc sản Sài Gòn, cái đài sen, hạt sen tươi này cái gì. Đây là bánh tét nhân đậu với lại nhân thịt nè, nhân chuối bán vỉa hè hấp dẫn cái gì. Đây là góc đường Nguyễn Trãi và Ngô Quyền, quận 5 Sài Gòn, trưa 17 tháng Giêng Tết Đinh Dậu. Vừa qua là đường Triệu Quang Phục đó chị. Bên phải là đường Lương Nhữ Học. Bán là cái gì?
đây là đường Cao Xuân Dục. Đường Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8. Đường Bình Đông. Bên phải là đường Đinh Hòa nè. Đi phía dưới cầu Chà Già cũng vậy, xem đây là đường Vạn Kiếp, đây là đường Sớm Củi này vậy. Đường Tùng Thiện Vương nè. Gì thấy hẻm Sài Gòn không? À, đây cầu Nguyễn Tri Phương anh chị. Thank you.
qua cầu Ba Đình. Đây chùa Phổ Độ này. Nằm bên kia con kinh đó. Đây buổi trưa học sinh tan trường này. Vậy thấy học sinh tan trường đã đông ghê không? Có em thì tự đi xe đạp về, có em thì phụ huynh đến đón nè. Cảnh ngày xưa đi học nó gì ha, đeo khăn quàng. Đây trường Lý Thánh Tông quý vị, Ba Đình, Bình Đông, quận 8. Tới đoạn này nó bị cùn cái gì. Rồi hẹn lại quý vị clip sau nha.